Rồi mời cháu Bạch Lý Minh lên tiếng, mời cháu. Dạ. Con xin kính chào chú Thánh Gióng, cô Giáo Hiền cũng như tất cả anh chị em đang theo dõi chương trình Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại. Cùng tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ an lạc. Con xin kính chào. Mời cháu. Dạ, con trước khi con chia sẻ, con xin cầu nguyện cùng cha trời Thượng Đế Thần Năng Giêsu. Chúng con kính lại Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là ông Thiên, Ngài là ông Trời, Ngài là Đức Thiên Thượng, Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, luyện thân của Cha Trời Giêsu, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời vẫn cùng. Amen. Chúng con kính lại Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, xin hãy nhận lời con Maria Giuse lý bạch cầu nguyện, nguyện cầu cầu xin khẩn cầu. Amen. Giêsu Maria Giuse, Giêsu Maria Giuse, Giêsu Maria Giuse. Lạy Cha, chúng con là đấng ngự ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha trị đến, lý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha hôm nay cho chúng con lương thực hàng ngày và xin tha nợ cho chúng con như chúng con xin tha kẻ có nợ của chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ. Amen. Xin Cha Trời Giêsu thương cứu nhân loại chúng con, xin Cha Trời Giêsu tha tội cho nhân loại chúng con. Xin Cha Trời Giêsu thương cứu con Maria Giuse lý bạch, xin Cha Trời Giêsu tha tội cho con Maria Giuse lý bạch. Dạ hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt. Con cảm tạ Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse đã cho phép con được lên chương trình chia sẻ. Cũng như con cảm ơn Chúa Thánh Gióng và cô Giáo Hiền cùng tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con được đóng góp phần nho nhỏ của mình để chia sẻ trong chương trình Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại, là chương trình sấm điển của Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu. Con lên chương trình, con chia sẻ có gì sai sót, có gì mạo phạm thì xin tất cả mọi người, cô chú, tất cả mọi người bỏ qua cho con. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, thì hôm nay con cũng xin chia sẻ một số điều về học hỏi từ Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại. Thì hồi hôm thì cũng như trong giấc ngủ thì con có thấy là thì con thấy giấc ngủ sao con kể vậy ha chú Thánh Giống? Cháu cứ kể tự nhiên. Dạ, thì con thấy con và Xuân Trường thì hai người giống như là đang ở trong cái sông cái gì á. Con thì đang nhìn từ trời á, là lửa từ trời á, rơi xuống luôn á chú. Mà con nghĩ trong bụng rồi con mới nói với Trường, con nói là lửa tự nhiên trên trời xuống luôn, chứ không phải là ở một vùng nào đó nó phát ra, mà lửa từ trên trời rơi xuống luôn, không biết ở vùng nào, ở đất nước nào đó. Thì con cũng nói với Trường, tự nhiên thì thấy con với Trường đang ở trong cái một cái sông gì đó, mà sông này cũng ngập tới cái cổ con á. Trong lúc đó thì con nói chuyện với Trường, thì không biết con với Trường đang làm gì á, mà con thấy cái chân của con thì con móc móc lên thì làm như có mấy cái bao ở dưới vậy á. Thì con thấy chút vậy thôi, con cũng không biết cái đó là cái điều gì. Dạ, con xin chia sẻ vậy. Có cần chú giải thích cái phần đó liền bây giờ không? Dạ thì con cảm ơn chú rồi, xin chú giải thích cho. Lửa đó, từ trời rơi xuống đó, đó là sấm lệnh của Thượng Đế ban cho từ văn phòng Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại để mà đốt lên cái ngọn nến thương yêu, thương mến thật lòng. Dạ. Và nếu mà nhân loại chúng ta đó không chấp hành, không nghe lời Chúa Giống hướng dẫn để mà chấp hành sấm lệnh mới, lửa yêu thương của Thượng Đế ban cho là từ trời ban xuống, thì nhân loại chúng ta sẽ đối diện với những biến thiên kinh hoàng, lũ lụt nhiều nơi trên quả địa cầu sẽ xảy ra, rất là kinh hoàng.
Đó là cái điềm mà Thượng Đế nhắc nhở, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Thì cái lửa này đó là lửa thương yêu, lửa của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, nói tức là nói lên cái đốt lên cái ngọn nến ở trong cái tận đáy lòng của mỗi con người chúng ta đó, là phải sống bằng tình thương thật lòng. Tình thương đến đó, thì cái sự quỷ diệt quỷ hoại hận thù đã phá nó mới vơi đi, nó mới giảm xuống. Cũng giống như là ánh sáng tới thì bóng tối mới lùi đi được. Chứ nếu mà chúng ta sống mà với một cái tinh thần mà lạnh nhạt, tức là không có lửa yêu thương đó, thật lòng đó, thì rất là lạnh nhạt, rồi đi đến cái việc mà chết cống luôn. Đó, mà bây giờ nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục kêu bằng không nhận lãnh lửa yêu thương của Thượng Đế ban cho từ Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại mà chính Thượng Đế thành lập, mà Thượng Đế đã bảo Chúa Giống thông báo 40 năm rồi, tháng 8 này là 40 năm rồi. Và nếu người Việt Nam chúng ta và đồng bào nhân loại mà vẫn ù lì bê trễ không nhận lãnh nữa đó, thì kể như sắp tới đây là sẽ có những cái biến lớn kinh hoàng. Và đó là lũ lụt mà cháu thấy là nước nó ngập tới gần cổ, phải không? Dạ. Thấy là cái chuyện đó là mệt rồi đó. Lơ mơ là mệt rồi đó. Là biến thiên đó. Dạ. Rồi chú chỉ giải thích một góc cạnh của cái điềm mà cháu, chú đã cho cháu xuất hồn thấy. Mời cháu tiếp. Dạ, con cảm ơn chú. Thì con cũng xin chia sẻ như là tuần vừa rồi nữa, chú có lên chương trình chú chia sẻ về những anh chị, những chị em mà đã phá thai đó chú. Thì con cũng là một trong những người đã dính vào cái tình cảnh đó. Thì nhưng mà trước kia thì mình chưa biết hội đồng thì mình cũng đâu có nghĩ nó là vấn đề bình thường, tại vì nó đâu có thành là bào thai thật sự. Thì trước kia thì con cũng là đã phá thai làm trước hôn nhân 2 lần. Thì con xin chia sẻ đây không phải là mình để là cái chương trình này là để dạch lá tìm sâu hay gì, nhưng mà đây là chương trình sấm điểm của cha để mà mình thức tỉnh, để mình ăn năn, mình sám hối, mình sửa đổi những cái sai lầm của mình, mình cầu nguyện cho những cái linh hồn của những đứa con của mình, mình đã vô tình cố ý mình đã phá bỏ. Thì con cũng phá thai là trước hôn nhân 2 lần, và sau đó thì con cũng là có thai lại, nhưng mà giống như là tình trạng là mình có thai mà không có phôi thai. Thì con lúc đó con cũng vô bệnh viện mà để mà hút ra đó chú. Thì con cũng vô trong đó, thì trong lúc mà mình chờ đợi bác sĩ rồi làm phẫu thuật, làm cái hút thai cho mình đó, tại vì lúc đó là mình phôi thai là được 4 tuần nhưng mà không có phôi thai á, cho nên nó không có hình thành bào thai. Thì cũng có cái trường hợp đó là có một cái bé đó, nó là 16, 17 tuổi gì đó, mà giống như nó là quan hệ trước quen bạn trai rồi quan hệ gì đó rồi có bầu đó. Thì trong lúc nó phá thai á, thì lúc mà bác sĩ cho nó uống thuốc phá thai á, là lúc mà nó đi vệ sinh á, là nó la lên với mẹ nó, là nó nói mẹ ơi lòi cái tay ra rồi mẹ ơi, lúc đó nó nói vậy á chú. Thì lúc đó mình chưa biết cha, là mình cũng không có cảm giác được cái sự tội lỗi của mỗi chúng ta đâu chú. Thì cha soi sáng là mình mới biết được, tại vì cái gì, tất cả những gì cha phát tạo lên đây đều có linh hồn, đều có sự sống hết á. Đúng vậy. Nhưng mà cái sự vô tâm của con người mình á, mình chỉ nghĩ đó là nó mới có thai được 4 tuần hoặc là 3 tuần gì đó, là nó không có sự sống thôi, nó chỉ có giọt máu thôi. Nhưng mà nó đã hình thành 2 tháng là nó đã hình thành cái tay cái chân rồi, mà con người mình nở nào mà mình uống thuốc phá thai á, nó hư từng bộ phận của đứa nhỏ trong bụng á. Đúng rồi. Lúc đó là nó nói với mẹ nó vậy đó. Nhưng mà lúc đó thì con chưa biết chương trình, thì con cũng không có biết gì, con chỉ là mình không biết luôn.
là mình cũng chưa có biết gì hết trơn á. Thì sau này con biết chương trình thì con mới là biết được cha trời thượng đế toàn năng, cha đã phát tạo ra tất cả, cha rất là thương yêu tất cả, mọi cái gì cha cũng rất là trân quý trân trọng, đặc biệt là con người của chúng ta. Bởi vì cha đã kêu gọi mà chú Thánh Giống làm chương trình và cô Giáo Hiền đã lên chia sẻ gần một quãng đời của chú rồi, từ chú còn trẻ tới bây giờ chú đã sắp 70 rồi, chú đã lớn tuổi rồi mà hầu hết chúng ta chưa có thức tỉnh, chưa có giác ngộ được mà nhận lãnh sấm lệnh của cha. Như là chú nói hồi nãy, cái là lửa từ trời là lửa yêu thương, mình phải đem ra để mà soi rọi anh chị em nhân loại mình, để biết được mình tránh, mình không sai phạm và mình sửa đổi, mình không bao giờ tái phạm những cái lỗi đó nữa, để mà được cha tha tội mình, để được cha thương cứu mình. Thì con cũng xin chia sẻ như vậy. Và đồng thời cái lửa mà từ trời mà cháu thấy mà quăng xuống đó, đồng thời nó cũng có cái nghĩa là những cái thiên thạch mà Thượng Đế Ngài cần quăng xuống chỗ nào là Ngài sẽ quăng xuống quả địa cầu cái chỗ đó. Dạ. Nó có cái nghĩa gì vậy nữa nha. Ok. Dạ, dạ, dạ. Thì qua chương trình đó, thì giống như mọi người cũng đã chia sẻ về những phụ nữ phá thai đó, thì lúc đó thì con cũng phá thai mà thì cũng nhiều lần đó, rồi sau đó con cũng có thai mà con cũng sanh, mà con của con nó bị hư thai, nó mới 5 tháng mấy mà sanh đôi hư thai nữa. Nhưng mà sau đó thì con quá trình mà giống như hồi dịch năm 2020 á, thì con giống như con cũng có cái sự mà thức tỉnh về tâm linh hay sao á, được cha soi sáng mời gọi hay sao á, mà con cũng tìm tới mấy cái clip mà để mà tu tâm này kia, tu tập đồ để có sự cái giải thoát gì đó. Nhưng mà lúc đó mình cũng chưa có biết sự giải thoát gì hết trơn á, nhưng mà mình giống như là mình thấy cái thiếu cái gì á. Thì lúc đó con cũng ước ao là mình thấy mình cũng mấy đứa con của mình phá rồi này kia đó, rồi con cũng tìm cách mà con đi thầy đi này kia, để mà mấy ông thầy để mà đưa linh hồn của con đi vậy đó chú. Thì con cũng con cũng đi thầy đồ này kia, cho mấy thầy làm phép làm bùa để mà đưa cái linh hồn của con đi, nhưng mà thật sự là không có đấng nào mà đưa đi được hết, người nào mà có quyền năng đưa đi được hết. Sau đó thì con biết được chương trình của chú là tháng 7 năm 2020, con biết cô Giáo Hiền á. Thì lúc đó là tháng 7 năm 2020 thì con cũng xem mấy cái chương trình như là của Tammy Trương hoặc là Thức Tỉnh Tâm Linh rồi Lily Quỳnh gì đó, rồi cũng của chú Ngô Tuấn Kiệt, nhưng mà nói chung con cũng lướt qua thôi. Nhưng mà sau đó thì con cũng bén duyên sao mà nghe chú Ngô Tuấn Kiệt cổng nói là phước lành phép lạ gì đó, sao mà con nghe cái câu đó con cũng thấy hay hay gì á, thành ra con cũng tìm hiểu, con vô xem. Mà hôm đó thì cũng như cô Giáo Hiền sắp sửa lên chương trình rồi, con mới gọi qua cô Hiền. Cô Hiền mới nói con có Zalo không, cô kết bạn, con kết bạn đi, hôm nay cô có lên chương trình nè, rồi xem. Thì lúc đó con xem á, thì kết bạn thì con học hỏi từ đó tới bây giờ luôn. Mà lúc đó thì con nói chung con cũng tập tành như anh chị em trong chương trình thôi, thì con cũng có chụp mấy cái áng mây con đưa lên. Thì lúc đó chú Thánh Giống có bình luận là cái đứa nào chụp lên, rồi con mới trả lời là con. Thì lúc đó chú có nói là có mấy linh hồn của mấy đứa con của con nó về thăm. Thì lúc đó con mới biết là cha trời thượng đế toàn năng là đấng giải thoát thật sự, là đấng cứu rỗi thật sự, mới là đưa linh hồn giải thoát của mỗi cá nhân con người, những người đã khuất đó, mới là về nơi chốn nghỉ ngơi của cha. Và từ đó con cũng học hỏi tới bây giờ. Dạ. Thì qua đây con cũng xin kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ lớn nhỏ gì, đa số 90% tất cả ai con thấy cũng đều có cái vướng vào tình cảnh là phá thai hoặc là não hút thai hoặc là con chết chị trơn á. Nhưng mà mình phải biết thức tỉnh nhận lãnh hồng ân của cha khi mà mình đã biết chương trình Hội đồng Cứu Nguy Dân Tộc Việt Nam và Nhân Loại.
để mà mình cầu, để mà mình cầu nguyện cho những đứa con của mình để được đi lên, để được giải thoát, và mình không có phạm tội cùng với cha trời thượng đế toàn năng của mình nữa. Con cũng xin kêu gọi tất cả mọi người dạ thì hôm nay con xin chia sẻ nhiều để dành thời gian cho cô Hiền lên chương trình đó chú. Ok rồi cháu. Dạ mến dạ, chúc được mến chúc cháu bình an trong vòng bàn tay của Chúa và Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Dạ dạ con cảm ơn chú ạ. Ok dạ. Rồi con xin chào, con cảm ơn. Dạ rồi mời mời quý em vào. Đâu rồi cô Hiền, đâu rồi cô Hiền ơi? Thì cha trời cho phép lên chương trình. Thì cái vấn đề mà phá thai đó, đó là một cái sự vô tình hoặc cố ý mà rất là tai hại, và đó là một cái lỗi lầm lớn đó, chứ không phải là thường đâu. Bây giờ có phản biện kiểu nào đi nữa thì cũng là một cái vấn nạn trong cái cuộc đời của mình. Vì thế mình phải biết là cẩn trọng nhé.